Ngày 13 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch do vi phạm luật phòng chống tham nhũng. Chủ tịch huyện bị lừa 170 tỷ đồng, đã kê khai tài sản không trung thực. Ngày 13 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch do vi phạm luật phòng chống tham nhũng. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch có khuyết điểm vi phạm kê khai tài sản không trung thực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, luật phòng chống tham nhũng. Động thái nói trên của cơ quan kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện theo yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau khi bà Hương trình báo bị lừa hơn 170 tỷ đồng trong tài khoản hồi tháng 3 năm 2024. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nữ chủ tịch huyện bị nhóm lừa đảo xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật, gọi điện đến hù dọa dính dáng đến pháp luật. Do không có số tiền lớn, bà Hương huy động tài chính từ người thân, bạn bè. Chỉ trong vài ngày, nhóm tội phạm bằng nhiều thủ đoạn đã xâm nhập vào tài khoản, rút mất hơn 170 tỷ đồng. Vụ án đang được Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an xác minh, điều tra. Doanh nhân La Điên ở Thái Bình vừa bị bắt là ai? Như đã đưa tin, trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn huyện Kiến Xương, Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn La, sinh năm 1957, tên thường gọi La Điên, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2 điều 356 Bộ luật hình sự. Theo nhà chức trách, La Điên có một tiền án về tội trộm cắp tài sản về hoạt động kinh doanh. Năm 2005, La Điên thành lập và làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La, địa chỉ tại đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài nhà nước. Công ty này kinh doanh đến 53 ngành nghề như sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, sản xuất sợi, sản xuất vải dệt thoi, hoàn thiện sản phẩm dệt, sản xuất hàng dệt sẵn từ trang phục, sản xuất thảm, chăn, đệm, may trang phục trừ trang phục từ da lông thú, khai thác, xử lý và cung cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, thu gom rác thải không độc hại, thu gom rác thải độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La còn xây dựng nhà để ở, xây dựng nhà không để ở, xây dựng công trình đường sắt, xây dựng công trình đường bộ, công trình điện, công trình cấp thoát nước, công trình viễn thông, công trình khai khoáng, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, kinh doanh bất động sản. Công ty này cũng bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, đại lý, môi giới đấu giá, đại lý kinh doanh xăng dầu, bán buôn thực phẩm, bán buôn đồ uống. Doanh nghiệp của La Điên chủ yếu kinh doanh vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô theo tuyến cố định và hợp đồng. Công ty này nổi tiếng với thương hiệu nhà xe Mạnh La, chuyên chạy các tuyến từ Thái Bình đi một số tỉnh thành trên cả nước. Salon tại Hà Nội bị tố ăn bớt tóc dành cho bệnh nhân ung thư, Bệnh viện Bắc Ninh lên tiếng. Liên quan tới vụ salon tóc Hà Nội bị tố ăn bớt tóc dành cho bệnh nhân ung thư tại chương trình Tóc cho người bệnh ung thư diễn ra ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh ngày 11 tháng 6, với bệnh viện đã có thông tin chính thức. Ngày 13 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh báo cáo kết quả tổ chức chương trình Tóc cho người bệnh ung thư diễn ra vào ngày 11 tháng 6. Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Đường, tại chương trình Tóc cho người bệnh ung thư, số lượng bộ tóc trao tặng đó chính là 50 bộ. Quỹ Ngày mai tươi sáng của Bộ Y tế không giới hạn số lượng bộ tóc trao tặng cho bệnh nhân ung thư. Số lượng trên đã được trao cho cơ sở thực tế nhu cầu đăng ký trực tiếp của người bệnh thuộc trung tâm ung bướu. Số lượng tóc tiếp nhận từ các tình nguyện viên đến hiện tặng là 703 bộ. Hiện các bộ tóc trên đã được phòng công tác quản lý chờ bàn giao cho Quỹ Ngày mai tươi sáng. Chương trình tổ chức nhận được sự chung tay đồng hành của Quỹ Ngày mai tươi sáng cùng rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Trong đó, 16 salon tóc tại Bắc Ninh vừa qua đã cử người đến cắt tóc cho các tình nguyện viên hiến tóc tại bệnh viện và vừa nhận chỉnh sửa tóc miễn phí cho các tình nguyện viên hiến tóc tại salon. Chương trình là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và tiếp thêm nghị lực để những bệnh nhân ung thư có tinh thần động lực hơn trong cuộc sống, góp phần lan tỏa sự yêu thương, chia sẻ và lối sống lành thiện tới cộng đồng, thông báo nêu. Trước đó, khuya 12 tháng 6, một tài khoản Mây đăng tải bài viết tố salon tóc tại Hà Nội sau khi nhận 700 bộ tóc mà người dân hiến tặng cho bệnh nhân ung thư tại chương trình ở Bắc Ninh. Chủ shop chỉ tặng 50 bộ. Sau 9 giờ đăng, bài viết đã nhận về hơn 14.000 lượt thích và hơn 5.000 lượt bình luận. đặt lễ tiền tỷ để cô đồng cúng âm bình sau phát hiện con trai nghiện ma túy. Ngày 13 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử sơ thẩm tuyên phạt Phùng Thị Tâm, sinh năm 1974, án 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Tâm hành nghề cô đồng, lập điện thờ tại nhà mình và thường xem bói, cúng lễ cho mọi người để lấy tiền. Cô ta lợi dụng việc này đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của hai gia đình. Vụ đầu tiên xảy ra năm 2022, anh Phú, sinh năm 1994, có biểu hiện không bình thường về thần kinh, nói năng không kiểm soát nên gia đình anh tới gặp bị cáo Tâm để xem bói. Cô đồng phán anh căn cao số nặng, cần làm lễ giải hạn. Gia đình anh tin tưởng nên mang 7 kg gạo cùng với 49,9 triệu đồng tới một ngôi đền ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ để Tâm cầu cúng. Xong việc, bị cáo yêu cầu họ mang gạo về nhà giải ở đường, còn tiền để mình cầm về điện thờ, hết hạn sẽ trả lại. Tối cùng ngày, bị cáo lại yêu cầu gia đình anh Phú chuyển hơn 1,3 tỷ đồng để đặt lễ giải vía cho anh. Nhưng hôm sau, cô đồng tiếp tục yêu cầu họ đưa thêm tiền để làm lễ cho mọi người trong nhà với các lý do như có âm binh theo, cúng để phụ nữ mang thai, đặt dấu bình an. Tâm còn yêu cầu gia đình anh Phú giải 9 triệu đồng từ cổng ra ngõ, nhưng chính cô ta sau đó đi nhặt lại, mang về làm lễ. Điều tra xác minh, sau khi trừ các khoản, từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2022, Phùng Thị Tâm đã chiếm đoạt của gia đình này gần 442 triệu đồng để trả nợ, chi tiêu. Tuy vậy, bệnh tình của anh Phú không thuyên giảm và gia đình sau đó phát hiện anh dùng ma túy nên thần kinh bị ảnh hưởng, hoàn toàn không có chuyện là âm binh hoặc cao số. Họ đòi tiền nhưng Tâm chỉ hoàn lại hơn 66 triệu đồng. Cháy lớn tại một nhà kho xây dựng không phép ở quận Cầu Giấy. Vào khoảng 9:30 sáng ngày 13 tháng 6, xảy ra một vụ cháy lớn tại khu vực nhà xưởng trên đất dự án thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Sau khi nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy đã có mặt tiến hành cứu nạn và dập lửa. Đến 10 giờ, đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, về tài sản đang được thống kê làm rõ. Khu vực xảy ra cháy là một kho xưởng rộng khoảng 300 m², xây dựng không phép, nằm tại một khu vực có nhiều nhà xưởng lụp xụp, xây dựng san sát nhau. Vụ cháy làm biến dạng nhà xưởng, dập một góc nhỏ khu xưởng. Khu vực cháy là các nhà xưởng lụp xụp được dựng lên không phép, bao quanh là các dự án trung tâm thương mại hiện đại. Nhà xưởng tại khu vực xảy ra cháy được xây dựng không phép trên khu đất dự kiến sẽ được xây dựng trường học thuộc quản lý của Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thực hư chuyện tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng trên tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Gần đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, chính phủ sẽ chưa thực hiện cải cách tiền lương mà tiếp tục tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng trên tháng. Đây là thông tin không đúng sự thật, bởi đến nay không có văn bản nào của cơ quan chức năng thể hiện vấn đề này. Bên cạnh đó, tại hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2024 mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã giao vụ tiền lương khẩn trương hoàn thiện dự thảo tờ trình, báo cáo Bộ Chính trị về các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội theo tinh thần nghị quyết số 27. Đồng thời tập trung hoàn thiện dự thảo nghị định và văn bản hướng dẫn các nội dung cải cách tiền lương. Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, tham mưu chuẩn bị các nội dung phục vụ họp báo về cải cách chính sách tiền lương và tổ chức các hội nghị góp ý kiến vào các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới, bảo đảm đủ cơ sở pháp lý thực hiện chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Quốc hội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 cho biết, tính đến hết năm 2023, Chính phủ đã dành được khoảng 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.